Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống. Kính thưa quý vị, bản tin về cộng đồng cho biết, đại diện ngành neo họp báo lên tiếng trước tuyên bố của Thống đốc California. Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Năm, Thống đốc Gavin Newsom khi trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí đã nói rằng sự lan truyền của COVID-19 bắt nguồn từ một tiệm nail. Lời tuyên bố đã bị chỉ trích mạnh mẽ từ các dân cử gốc Việt và những người đại diện cho ngành nail qua cuộc họp báo và thông báo gửi đến truyền thông. Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu 8 tháng 5 2020, bác sĩ Tâm Nguyễn, người sáng lập chương trình Nailing It for America, và luật sư Mike Võ, là chủ tịch Hiệp hội Pro Nails Association, đã tổ chức cuộc họp báo trước bãi đậu xe của Advanced Beauty College. Tham dự cuộc họp báo có một số đài truyền hình Hoa Kỳ và nhiều đài truyền hình tiếng Việt, cũng như đài CBN. Trước các ống kính truyền hình và báo chí, ông Mai Võ và ông Tâm Nguyễn đã trình bày về nỗi lo lắng của các chủ nhân, cũng như nhân viên ngành nails. Luật sư Mai Võ nói rằng, trong lúc trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo của mình, Thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra những bình luận gây nhiều sự ngạc nhiên và thất vọng. Từng là chủ sở hữu nhà hàng, thống đốc hẳn phải biết đến sự khó khăn của chủ các doanh nghiệp nhỏ như chủ của 11.000 tiệm nail ở California, nơi phần lớn được sở hữu và điều hành bởi người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi cũng biết về sự hỗ trợ của ông ấy dành cho những người nhập cư và người tị nạn, vì những con người đó cũng có vô số đóng góp giúp cho tiểu bang California phát triển. Là người Mỹ gốc Việt, trái tim của chúng tôi luôn hướng về những người đã mất, những gia đình bị ảnh hưởng cùng với rất nhiều người khác đang gặp khó khăn bởi đại dịch coronavirus. Chúng tôi cũng thấy rất đau lòng vì những lời nói của thống đốc có thể góp phần làm tăng thêm sự lo lắng cũng như sợ hãi trong cộng đồng. Còn bác sĩ Tâm Nguyện phát biểu rằng, khi đại dịch coronavirus xảy ra và khi tiểu bang có lệnh cách ly thì tôi cảm nhận được sự buồn phiền và lo lắng trong ngành nail, cũng giống như sự tuyệt vọng và sầu não mà gia đình chúng tôi trải qua khi rời bỏ quê hương bị chiến tranh tàn phá hôm 30 tháng 4 vừa qua. Để tưởng nhớ sự đặt chân đến California của cộng đồng Việt Nam, chúng tôi đã vận động người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc để có một ngày đặc biệt trả ơn đất nước đã đón nhận những người tị nạn sau khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975. Buổi họp báo kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau khi bác sĩ Tâm Nguyễn mời các phóng viên vào trong trường ABC Beauty College để tận mắt chứng kiến những loại thuốc sát trùng mới và những miếng che mặt bảo vệ nhân viên, cũng như khách hàng gọi là table shield, để thấy tinh thần trách nhiệm của trường ABC và các tiệm nail khi được lệnh mở cửa. Kính thưa quý vị, một bản tin từ Việt Nam cho biết rằng Trung Cộng đã cướp Biển Đông theo kế hoạch lấn từ từ. Một bài phân tích của tạp chí Quartz vào hôm thứ Bảy 9 tháng 5 nhắc nhở mọi người rằng Trung Cộng đã mưu tính nuốt trọn Biển Đông từ lâu chứ không phải là chuyện gần đây, theo kiểu người Mỹ gọi là thái cục thịt lớn thành những miếng mỏng để ăn dần. Người Việt Nam không gọi như thế, nhưng cũng có những thành ngữ như tầm ăn dâu chẳng hạn. Theo tác giả Steve Mormon viết trên Quartz, những diễn biến dồn dập gần đây liên quan đến Biển Đông cho người ta có cảm tưởng là Bắc Kinh lợi dụng sự quan tâm của mọi người để đối phó với đại dịch COVID-19 nhằm thực hiện bá quyền bành trướng. Thật ra, những gì diễn ra mấy tháng gần đây chỉ nằm trong chuỗi những gì đã được Bắc Kinh mưu tích hàng chục năm trước. Nó chỉ diễn ra trùng hợp với cơn đại dịch, không diễn ra muộn thì cũng chỉ sớm hơn đôi chút. Khu vực Biển Đông nơi có 5.000 tỷ hàng hóa lưu thông hàng năm bên cạnh nguồn lợi thủy sản và dầu khí được coi là một chảo dầu có thể cháy bung bất cứ lúc nào. Cộng sản Việt Nam đầy khuyết tật qua vụ tử tù Hồ Duy Hải. Dù đầy những gian dối và ngụy tạo trong hồ sơ vụ án của cơ quan tố tụng, Hồ Duy Hải vẫn bị quy chụp tội giết người là trái nguyên tắc cơ bản của luật hình sự. Ông Trương Trọng Nghĩa, một luật sư ở Sài Gòn và cũng là đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam, nhận định như vậy trong một buổi tọa đàm hồi giữa tuần qua về tăng cường chất lượng giải quyết đơn giám đốc thẩm tái thẩm. Buổi hội thảo được tổ chức ngay sau khi Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bác kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải.
quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán có hiệu lực ngay, tức bản án tử hình Hồ Duy Hải, 35 tuổi, bị kết án tử hình vụ giết hai cô gái tại bưu điện Cầu Voi năm 2008 ở Long An, sẽ được đem thi hành. Sau phán quyết, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ, tràn gặp những lời thoá mà một thứ công lý mù lòa của cái thứ tòa án xưa nay quen ăn hối lộ, xử án bỏ túi mà cách đây không bao lâu, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị kết án 11 năm tù đã nói thẳng vào mặt quan tòa ở Nghệ An là chế độ bất công đẻ ra phiên tòa bất công. Hơn 270 công dân Việt Nam từ Malaysia trở về nước. Có hơn 270 công dân hồi hương trên chuyến bay do Việt Nam phối hợp với Malaysia tổ chức đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày hôm nay. Chuyến bay được các cơ quan chức năng hai nước và hãng hàng không quốc gia Việt Nam thực hiện. Hành khách là trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết. Sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo quy định. Ngày 23 tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tổ chức 13 chuyến bay đưa người Việt ở nước ngoài trở về trong bối cảnh các chuyến bay thương mại quốc tế bị ngừng do dịch bệnh. Các địa điểm chính đó là Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, UAE, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines. Đài Loan bắt người Việt sở hữu vũ khí trái phép. Một người lao động nhập cư người Việt họ Nguyễn và nhiều nghi phạm trong băng đảng bị cảnh sát Đài Loan bắt vì sở hữu trái phép súng đạn, dao kiếm. Chín người trong đó có người đàn ông họ Nguyễn bị bắt vào hôm 6 tháng 5 khi đang chuẩn bị trả tù một số lao động người Việt. Nguyễn bị nghi cầm đầu băng đảng gồm có nhiều lao động nhập cư người Việt và một người Đài Loan họ Chu. Theo thông tin mật báo, cảnh sát đào viên đã chặn hai xe hơi, trong đó một chiếc chở hai người Việt, chiếc kia chở Chu và bốn người Đài Loan. Họ phát hiện một số thanh kiếm Nhật và gậy trên các phương tiện này. Vào cuối ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt Nguyễn và một nghi phạm người Việt khác tại nhà, tịch thu hai khẩu súng bắn đạn ghém, một súng ngắn, 23 viên đạn súng săn và một viên đạn súng ngắn. Theo cảnh sát cho biết, Nguyễn và ba người Việt còn lại đều là các lao động nhập cư hợp pháp ở Đài Loan. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết chiếc đàn guitar của Kurt Cobain được dự đoán bán ra với giá 1 triệu Mỹ Kim. Vào năm ngoái, chiếc áo len từng được nghệ sĩ Kurt Cobain mặc trong lúc sinh thời đã được bán với giá là 334.000 Mỹ Kim. Và năm nay mọi người đều hy vọng cây đàn guitar của cố nghệ sĩ sẽ làm nên kỷ lục tương tự. Kurt Cobain đã sử dụng chiếc đàn này khi tham gia vào chương trình MTV Unplugged khoảng 5 tháng trước khi từ giã thế gian. Đàn guitar của ông được dự đoán sẽ bán ra với giá 1 triệu Mỹ Kim trong phiên đấu giá sắp tới. Thủ lĩnh của ban nhạc Nirvana Kurt Cobain đã được tìm thấy thiệt mạng tại nhà riêng ở Seattle vào tháng 4 năm 1994, hưởng dương 27 tuổi. Vì những thành công lớn trong sự nghiệp, nên giá của cây đàn guitar có thể còn cao hơn 1 triệu Mỹ Kim. Chiếc đàn tương tự do thành viên của ban nhạc Pink Floyd David Gilmour sở hữu đã từng được bán ra với giá 3.9 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, cuộc thi sắc đẹp lâu đời Miss America dời lịch tổ chức sang năm sau vì dịch bệnh. Năm nay, Miss America dự kiến kỷ niệm lần thứ 100 được tổ chức vào tháng 12. Tuy nhiên, hôm 8 tháng 5, thì ban giám đốc đã thông báo hoãn lại. Các cuộc thi cấp bang khu vực được khuyên ngừng tổ chức cho đến khi bảo đảm an toàn. Bà Chantel Krebs là chủ tịch công ty sở hữu cuộc thi nói rằng mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi trong lúc này là bảo đảm hàng nghìn nhân viên và tình nguyện viên được an toàn. Miss America được tổ chức tại Hoa Kỳ từ năm 1921 với đại diện của các tiểu bang trên khắp cả nước. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một học bổng giá trị lớn tại bất cứ đại học nào. Miss USA có nguồn kinh phí dồi dào và những người chiến thắng thường được chọn đại diện cho nước Mỹ để thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Năm ngoái, Camille Schreier, sinh năm 1995,
đại diện tiểu bang Virginia, đột vương miện sau màn trình diễn biến đổi chất hóa học. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Bằng Châu xin kính chúc cho quý vị thêm một ngày thật là an bình. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với những tin mới nhất. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.